nhận được sự sống và sự sống dư dật của Ngài ở trên mọi chúng ta. Nguyện tình yêu của Chúa, sự sống của Ngài, ảnh hưởng mạnh mẽ của Chúa Giêsu ở trên từng đời sống của mình. Hãy đến với Chúa trong giờ này, mỗi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy trình dâng tấm lòng mình cho chính mình Chúa. Nói với Chúa lời: Chúa, con thật sự có đã yêu Ngài không? Hay có điều gì khác trên đời sống con khiến con không thể nào yêu Ngài được? Hãy đến với Chúa và nói với Ngài trong giờ này. Quý vị ơi, Ngài ở đây đã ước đụng chạm chúng ta bằng sự sống, bằng tình yêu đời đời, bằng quyền năng của chính mình Chúa ở trên mọi chúng ta. Quý vị nào cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu Chúa Giêsu Christ trong giờ này, xin hãy đưa tay lên và nguyện theo tôi bằng đức tin. Ngài ao ước rằng mỗi chúng ta không những yêu Ngài bằng môi miệng của mình mà thôi, nhưng mà chúng ta cần hiến cuộc đời của mình để chứng nghiệm Chúa Giêsu. Giống như yêu Chúa đã yêu chúng ta thế nào thì hãy yêu Chúa thế ấy. Xin mời quý vị đưa tay lên bày tỏ đức tin của mình và cầu nguyện theo tôi bằng đức tin. Và tin mừng giờ này đang khiên miệng quý vị mở ra để nói với Chúa: sự sống của Chúa sẽ đến, ảnh hưởng quyền năng tình yêu ngọt ngào của Chúa sẽ đến cho mọi chúng ta. Hãy cầu nguyện lặp lại theo tôi bằng đức tin. Cảm tạ Chúa Giêsu. Cảm tạ tình yêu của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, một lần nữa con nói rằng con yêu Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con nói rằng con yêu Ngài. Con yêu Ngài với hết cả đời sống của con. Nhưng Chúa Giêsu ơi, đôi lúc miệng con nói con yêu Ngài, nhưng mà hành động của con làm trái ngược và điều đó. Con biết nhiều lần con đã làm Chúa buồn. Trong thời này, đang khi bàn tay chúng con đưa tay lên, con muốn xác định một lần nữa, cuộc đời này thuộc về Chúa Giêsu. Đời sống của con thuộc về Chúa Giêsu. Là đấng đã yêu thương con. Trong danh của Chúa Giêsu, xin bước vào cuộc đời của con. Thay đổi đời sống của con. Ngay bây giờ, cuộc đời của con thuộc về Chúa Giêsu điều trị. Ma quỷ không có quyền trên nó. Sự yếu đuối không có quyền trên nó. Con đã thuộc về Chúa Giêsu. Trong danh của Chúa Giêsu, nguyện sự sống trong danh Chúa Giêsu đến trên đời sống của con. Tình yêu của Chúa thắng hơn sự ích kỷ. Tình yêu của Chúa thắng hơn mọi xác thịt. Tình yêu của Chúa Giêsu thắng hơn sự chết. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con nhận lãnh tình yêu. Chúng con nhận lãnh sự chữa lành. Chúng con nhận lãnh sự tha thứ. Và công bố rằng chúng con yêu thương. Chúng con tha thứ. Chúng con là một với nhau. Chúng con là một gia đình ở trong danh Chúa Giêsu. Nhờ danh Chúa Giêsu, xin sử dụng con để con tận hiến, con phục vụ Chúa qua những cuộc đời được dâng hiến trong nhà của Chúa,
đó là gia đình của con, những người thân xung quanh của con. Trong danh Chúa Giêsu, xin sử dụng cuộc đời con trong quyền năng của Ngài. Trong thời giờ này, Chúa ơi, xin vay phụ con. Con yêu Ngài, con yêu Ngài, con yêu Ngài. Hỡi Chúa Giêsu, xin nhắc nhở điều đó trên cuộc đời của con. Nếu có một giây phút nào con làm điều gì đó không vì tình yêu của Chúa Giêsu, xin nhắc nhở con, để tình yêu của Chúa là động lực sự hầu việc Chúa, phục vụ của con, của gia đình con. Hoa thánh của Chúa tại đây. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Con thuộc về Chúa Giêsu. Gia đình con thuộc về Chúa Giêsu. Dân tộc Mã thuộc về Chúa Giêsu. Đất nước thuộc về Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và xin mời chị. Và Ngài gánh thay mọi điều sỉ nhục, mọi điều đau đớn, mọi sự buồn phiền. Chúa ơi, để ban cho chúng con sự tha thứ lớn lao của Ngài nhờ dòng huyết quyền năng của Ngài. Chúa và chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đến ban chúng con sự sống tươi mới, sự sống của Đức Chúa Trời. Và chúng con cảm ơn Đức Thánh Linh là đấng đã rải tình yêu thương của Ngài trong mỗi lòng tâm con. Chúa ơi, xin Đức Thánh Linh tiếp tục nhắc nhớ mọi điều về Ngài. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục mặc khải về Chúa Giêsu, về Đức Chúa Trời, về vương quốc Ngài, về mọi điều hầu đến cho mỗi tấm lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã đến và Ngài đã chết, vì có đó Đức Thánh Linh được đến với chúng con để ở với chúng con đời đời. Và Ngài hứa với chúng con rằng ta không để các ngươi một mình đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Ngài ở cùng với chúng con luôn cho đến tận thế. Và Ngài rải tình yêu của Ngài trong lòng chúng con, vơi để chúng con có thể yêu thương, có thể phục vụ. Nếu trong lòng chúng con những ngày qua đi theo ý riêng, lòng riêng, thì Chúa ơi, xin hãy xoay chúng con trở lại, khiến chúng con đầu phục Ngài, đầu phục Đức Thánh Linh Ngài, và kinh nghiệm tình yêu Ngài tuôn đổ trong mỗi tấm lòng chúng con, thay đổi chúng con, để chúng con trở nên những con người mới, mới luôn ở trong một năm mới này. Và chúng con được lớn lên trong ân điển, lớn lên trong sự thương xót, lớn lên trong tình yêu, trong quyền năng. Chúa qua mỗi cuộc đời chúng con thì có thể đem sự phước hạnh, tình yêu, quyền năng, sự chữa lành của Ngài đến cho nhiều con người khác. Thôi nguyện Ngài tiếp tục đóng ấn mọi lẽ thật của Ngài trong mỗi tấm lòng chúng con, và khiến chúng con dẫu bước đi giữa thế gian, nhưng chúng con không thuộc về thế gian, nhưng chúng con thuộc riêng về Ngài. Và Ngài là đầu của hội thánh Ngài, mỗi chúng con là chi thể trong thân thể của Ngài. Và Chúa Thánh Linh, Ngài đang hành động, lấy lời của Ngài để rửa sạch mỗi chúng con, để thay đổi chúng con, khiến hội thánh Ngài có thể được tẩy rửa, để trở nên một cô dâu xinh đẹp cùng với nhiều nơi mọi chỗ, những kẻ được chuộc của Ngài, để được chuẩn bị trong ngày Chúa trở lại. Chúa ơi, xin làm cho chúng con được tỉnh thức, và chúng con không quên lời Ngài, không quên mọi điều của Ngài, nhưng Đức Thánh Linh nhắc nhở cho chúng con mọi sự, và khiến chúng con được tỉnh thức để chờ đợi ngày Chúa trở lại với mọi chúng con. Nguyện sự ban phước của Ngài giáng xuống trên dân sự của Ngài. Chúa ơi, và Ngài sức dầu mới cho hết thảy các đầy tớ Ngài, hết thảy dân sự Ngài, để mỗi chúng con đều cậy nhờ ân điển, quyền năng, tình yêu của Ngài mà phục vụ Chúa, tận hiến cho Ngài cho đến ngày Chúa Giêsu Christ chúng con trở lại. Nguyện sự kết quả đến từ Ngài, mọi sự phước hạnh đến từ Ngài, xin cho chúng con luôn ở trong Ngài,
ở trong tình yêu quyền năng của Ngài, để cuộc đời chúng con được kết quả vinh hiển cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban phước trên cây trồng vật nuôi, ban phước trên mỗi gia đình, con cái, mỗi anh chị em chúng con, và thăm viếng thế hệ trẻ, để hết thảy thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi đều là những người gặp gỡ Chúa, kính sợ Ngài, yêu mến Ngài, hầu việc Ngài. Nguyện phước lành của Ngài giáng xuống trên dân sự Ngài tại giáo hạt Giang tại đây, và khiến mỗi chúng con đều đầy dậy sự hiểu biết về ý muốn Ngài, và nảy ra đủ mọi thứ việc lành, và làm đẹp lòng Chúa mọi đàng, và có sức mạnh vui vẻ để nhịn nhục và chịu mọi sự, và được làm vinh hiển nhân Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con dâng mọi sự tôn quý, vinh hiển, quyền năng thuộc về Ngài, và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ có một sự thay đổi, có một sự tươi mới trong thấy được tình yêu của sự tôn đổ trên hội thánh và trên sự của Ngài. Thì cảm ơn Chúa về những điều đó. Vì hồi đó thì hay cũng ngài giảng tầm hồi đó thì hay cũng nghe ép cho nào giảng đức vợ lặng và ta mở kênh đồ bộ giảng đức kênh đồ bộ và cấp nạ những mô ông mì tầm hồi đó thì là hay là chào kê cấp nạ những mô ông mì là chào y ở đây là chào dung ra giảng là chào y mà chào y tính đồ là cấp nạ hề kê ô con sao mà ô con sao hay đi là bê lát hay đi giờ thì cấp nạ hề bảo y bê lát thật. Ở thì mình hãy ai xiêm, hãy xiêm gửi về lạp gửi. Nhà hãy bà rong gù, hãy bà tìm tì gù. Người ta bị hỡi tầm thú đồ, hãy tầm bà nằm bà rù chết bào đồ. Hãy bánh đất, bà ta nàng gù lơ hãy đất ở niềm ở con hãy in. Hãy bà đất niềm quét mà ở con hãy đi. Bà là ở con hãy tí, hoặc lơ bà ta lời. Người ta hãy cũng lời tú giờ nàng hãy tìm tì. Dù bà tầm bà ta kênh gà vô. Ở đi bớt núi thầm, tầm tu ô còn hay lơ ta lời cần tì là hay phải bớt tầm đi bớt đi tầm mút tầm hiểu vậy, hay cho hay giác vậy cái hơn, ghế bà gồm ông mì mì bà hay tầm giảng thì ông cứ sợ lạc và tạ thì hơn, cái thì hay cũng hỏi đan mà giảng tại nhà ai cọp nã hay in cứ sợ lạc và tạ kênh cái vô giảm đi, bữa là ô còn hay cứ tí nhà hay cũng rê lê, bê tinh đô hay này bớt tì tầm cái đô thì là do xin xa xong mà tìm tì ô còn. Cái tầm thì hơi cái thì hệ cũng cấp cờ những tầm giảng cũng và to tầng ca cấp nạ anh mô ô mì nàng in cái sạc và ta dơ cấp nạ ô con thì tầng đô anh gỗ xin gỗ là ô con tình đô mở tầm tú lùi xa nâng thì anh gỗ xin gỗ ô con mà tí nhớ lại chào con ông đít tình đô mà anh lơ bê giáng tức mà anh sát tầm là ô con chào đô là chào lơ bọa giảng tầm đô chào đô là chào ghi gớ sạc chào mở chén quần và ta kênh gỡ vô bà ta u lu hu chỗ nào giảng tầm làm bà thiệt tại người ta ông mò ông mi là chào nên cái giảng tầm chỗ giáo ô giáo còn hay in giảng tức là ở đi là ô còn hay gọi lầm mi giảng tức là hơi là slavery có na anh ông mò ông mi người ta hay bà lơ bơ slavery hơi bị cướp chúng ha tầm hiểu giảng đi giờ hay cũng mà in ngay giảng tầm hô đô thì là tu chưa đô là nên ha quân dương ca bây giờ quân dơ ca chắc về hơ mà ông mi là hề cái sạ bà ta hề tu sĩ quân dơ cái thì là hề cúc in hề lô in giờ tầm ngay hi cái thì bơ thì thám dơ là hề sơ tầm thám dơ hề sơ tầm tầm bị dung tầm an trên hi cái tầm trên hi cũng bị tước tai hề chung ba gần tiền đồ người ta là chào ở cái smart tầm ngay đồ cái thì hề cũng giao luôn chứ là mê bà uống mỏ ở chào ở cái lót tu sĩ đồ thì ô còn lót món bà lời lời hàm đáp đen đủ nàng hãy chờ khi tu sinh đồ ghê đó là hiếu ha chào gal o gal còn cái thì hệ cũng lời lời cái thì hệ gu gới nhất chào lời lọt lại chào lời lọt tân ơ mở tâm tu lọt ri cái thì hệ bảo đào đơn bảo hiểm bệnh tu lời hệ lời bú gới mở bơm bỏ khả năng mà vô quang bảng khả lơ quạ bây giờ ở đi là khai bây giờ anh thì cái gà nó có ta kít sẽ đi cái thì hệ đó là hệ cho đấm tất dạng bà ta bố nằm quan bà tao thì là bà làm đau bà rê bảo hiểm được thì hề cũng bà làm đau và thì lại ở hên đau thì là hề đi ở nơi nhau.